Mạnh Quỳnh xin lỗi vì bản thân vô dụng, không bảo vệ được Phi Nhung. Trước nơi đặt tro cốt và di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung tại tang lễ, ca sĩ Mạnh Quỳnh kể về kỷ niệm giữa anh và người đồng nghiệp gắn bó hơn 20 năm qua. Trong suốt bài chia sẻ của mình, nam ca sĩ đã nhiều lần ngừng vì quá xúc động không nói lên lời. Mạnh Quỳnh cho biết Phi Nhung là người chân chất, không đam mê phục sống vì mọi người. Dù không được gặp nhau nhiều ở ngoài đời, nhưng cả hai luôn giữ liên lạc qua tin nhắn, điện thoại. Mỗi khi Phi Nhung gặp căng thẳng trong công việc, người đầu tiên cô tâm sự là Mạnh Quỳnh. Anh cũng cho biết Phi Nhung rất buồn về những lùm xùm ở Việt Nam, nhưng cô chỉ biết giữ im lặng. Quỳnh và Nhung đã đi hát trên sân khấu đã lâu, nhưng ngoài đời thì mỗi người mỗi nơi khác nhau nên không gặp nhau nhiều. Nhưng hai người nhắn tin rất nhiều, nhất là lúc Nhung gặp stress đối với Quỳnh. Anh nói, ai nói gì nói, nhưng Mạnh Quỳnh trời sinh ra, Phi Nhung không phải là cho gia đình mà là cho công chúng. Phi Nhung sống vì mọi người, hy sinh gia đình và hạnh phúc dành cho tất cả mọi người. Mọi người có thể thấy trên tay Phi Nhung không bao giờ đeo nhẫn, hột xoàn, dây chuyền hay vàng hiệu. Nếu những ai nói hay suy nghĩ Nhung, nếu những ai nói hay suy nghĩ Phi Nhung làm điều gì đó trục lợi cho bản thân thì hãy vào chùa hay nhà thờ để sám hối. Nhung năm nay chỉ 51, bao nhiêu hoài bão Nhung nói với Quỳnh như Nhung chưa làm được. Với bản thân Mạnh Quỳnh, sự ra đi của Phi Nhung không phải là ra đi vì Covid-19 mà ra đi vì lòng người. Phi Nhung tâm sự với Quỳnh, rất nhiều người, những cái lùm xùm ở Việt Nam. Quỳnh an ủi và hỏi Nhung có cần Quỳnh lên tiếng không, thì Nhung nói, ông ơi, thôi, bao năm nay ông là người tốt rồi, bây giờ cho dù ông có nói tốt cách mấy thì người ta cũng bẻ thành xấu được thôi. Bản thân tôi đã nằm trên cái chảo dầu rồi nên mọi người muốn chiên, xào, nấu gì thì, còn ông thì hãy giữ hạnh phúc cho gia đình của ông đi. Nhung che chở Quỳnh đến vậy, nam ca sĩ xúc động chia sẻ, Wendy, chú xin lỗi, chú vô dụng vì đã không che chở bao bọc cho mẹ con. Trong tang lễ hướng mắt về Wendy, con gái Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh gửi lời xin lỗi, cho rằng bản thân vô dụng, không che chở và bao bọc cho giọng ca bông điên tiệp. Bản thân anh cũng rất nhiều lần kêu người đồng nghiệp về Mỹ nhưng vì bản tính cam chịu nên cô vẫn quyết định ở lại Việt Nam để làm từ thiện. Những ngày qua Quỳnh khóc rất nhiều, chú Quỳnh chia buồn với gia đình Wendy. Chú vô dụng vì đã không che chở bao bọc cho mẹ con. Chú Quỳnh nói, mẹ về đi, mình làm từ thiện nhiều năm rồi, cây ngay không sợ chết đứng. Tại sao, vì lý do gì mà phải ở lại? Còn nhiều tin nhắn với Nhung. Nhung nói, Tết 2 lần rồi, Nhung sẽ về hát show chung với Quỳnh. Quỳnh dự định chia tay sân khấu nhưng Nhung kêu hứa với Nhung hát đến già, đến khi nào không nói nữa. Quý vị có thể thấy tấm lòng của Phi Nhung như thế nào? Phi Nhung có thể có hạnh phúc gia đình rất tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn, nhưng Nhung đã chọn những người ở bên cạnh. Có những người nói Nhung bỏ quên đi mà đi nuôi người khác. Sai lầm, đừng suy nghĩ điều đó. Quý vị dám làm điều đó không? Chỉ có Phi Nhung thôi. Mạnh Quỳnh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thôi, Quỳnh xin khép lại nơi đây và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung về cõi vĩnh hằng. Nhung còn bảo, ông cứ sống vui vẻ, thoải mái, có gì về già, tôi đẩy xe lăn đưa ông đi hát. Tôi không bao giờ quên được điều đó. Anh khóc khi chia sẻ lại giọng tin nhắn, cố ca sĩ động viên anh tại tang lễ. Xin được dùng 4 câu cuối trong bài tâm cổ mà ca sĩ Mạnh Quỳnh dùng để tiện Phi Nhung để được kết bài. Má hồng một kiếp truân chuyên, tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau. Tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hai giọt lệ, lệ nào vừa rơi.